tôi muốn nói cho cả thế giới, tôi sẽ để thôi không chỉ phải đắn đo. Nhưng vì sao giờ đây mình lại không vui? Hay là do mình đang rất sâu, có mọi thứ để mong sẽ ổn hơn, để ngày mai bầu trời ngập tràn ánh dương. Và sẽ có ngày mình tự tin đứng trước gương, không mếu máo khi thấy mình tăng cân thường xuyên. Và sẽ có ngày gặp lại người xưa cũng thấy vui, vì mình đã ổn hơn ngày trước lúc quen nhau. Đã có nhiều lần thất bại, cũng qua nhiều lần tôi muốn buông tay. Nhưng mà có làm sao, miễn là mình vẫn cố thôi. Mong sao hôm nay thật sự bắt đầu.